Chào anh em, hôm nay mình có ra nhà ông Dượng nè. Ông Dượng có phương pháp chiết cây trang bằng nước. Thì hôm nay mình chia sẻ với mấy anh em nè. Đây là cây cây trang này, từ từ cho anh em thấy nước đâu. Đó, cắt ra cho anh em ta xem đấy. Mình này chiết hai nhánh, thì hôm nay hướng dẫn cho anh em nó ra rễ để mình trồng thôi mấy anh em. Đó, ở trong kia còn nhánh nữa. Thì hôm nay mình chia sẻ với mấy anh em. Đâu bên kia luôn, cắt cái kia luôn đi vô nhà mát làm. Đây ngồi nắng này anh em ơi, đang quá nắng, trời đang nắng này. Cây trang bụi trang to mới này, mình chỉ chiết mấy nhánh của nó thôi. Phương pháp chiết này cực kỳ dễ, anh em áp dụng là một số cây nó được cực kỳ nhanh đơn giản, khỏi mất thời gian bó đất rồi mấy anh em. Mà cái cách của mình là rất là cực kỳ đơn giản nữa. Đây mình vô đây. Đây cắt tàn bớt đúng rồi, phải cắt tàn bớt để khi nó vô trong cái cây á là nó không có bị mất nước ở dưỡng. Mình cứ cắt theo ý của ông chia sẻ với mấy nha. Đây chiếc bao nhiêu ngày nó ra vô? Tầm chưa tới 30 ngày. Tháng. Còn tháng. Nó ra lâu mà. Đó, để đây dở nè. Để đây dở. Dở cho anh em đó, dở cho anh em tôi coi. Đó, rễ đó mấy em. Thế nên nó sung nó đâm rễ nhiều lắm cho anh em xem. Lắm rồi cho anh em xem kỹ nha. Những cái mặt đây là nếu mình để nó sẽ ra rễ nữa nha mấy em. Để cái phương pháp đây. Em thấy không? Mình hôm bữa bên xây bên có làm phương pháp chiết nước. Mình dùng một cái ấy, mình chỉ lên. Mình chỉ lên nè. Sau bắt đầu mình ghim nước vô đây, mình cột lại. Rồi tự cái mặt bên đây nó sẽ đâm rễ từ đây thôi, rồi cực kỳ đơn giản. Đó. Cắt bớt cái tàn này. Đúng rồi. Dùng cắt bớt cái tàn bớt để nó khỏi bị ấy á. Mấy cái hết mới được. Khỏi thoát hơn nước bớt mấy nè, nuôi rồi để trong mát nha, trồng mình để trong mát đây. trồng rồi vô anh em xem. Trồng nhẹ nhàng mấy anh em ơi, đừng có làm cho nó bị trục trặc đó. Mình chuẩn bị trước các chất trồng, mình đưa rễ nó vô, rễ xuống đây cho tưới nước mà đây, nhẹ nhàng á, tưới nước vô rồi nó khỏi bị gãy rễ, chứ không là nó gãy rễ hết mấy anh em. Mình nhón á thì nó gãy rễ hết mấy anh em. Rồi một cây, sau đó để trong mát nha, không phải để ngoài nắng nha. Rồi một cây tiếp tục làm việc cho anh em tôi xem. Nước đổ không luôn. Nhanh nó dễ đó, đâm rễ. Đây là do là mình để lâu thì rễ nó nhiều hơn. Đây mình sớm một tháng, chưa tới một tháng mình nôn mình đem vô làm video cho mấy anh em xem đó, thì nó sẽ ít rễ hơn, chứ không phải là để càng lâu thì rễ ra càng nhiều. Này mấy anh em, nó kẹt thuốc mạnh đây đó. Đây theo rễ nó ra cực sung. Đó, mình nhìn thấy là nó cực rễ cực sung, vừa nắm yên cho cháu coi. Rễ nó cực sung. Rồi mình cũng tiến hành trồng thôi. Có gì anh em thấy hay thì đăng ký kênh, hoặc là anh em mình nói trước làm theo thôi. Để nhẹ nhàng. Rồi, để yên vậy, tưới nước. Là rễ nó không bị gãy nha mấy anh em. Rồi như vậy là mình để trong mát ha. Rồi, cảm ơn mấy anh em xem kênh rất nhiều, và mấy anh em có thể áp dụng những cái cây trang này, mấy anh em mình chiết cành, mình cắt trực tiếp mình dăm xuống đất cũng được. Thì hôm nào rảnh mình sẽ bên sau bên sẽ làm mấy video cái đó cho mấy anh em xem. Nói chung mấy cái đây nó cũng dễ sống, không có khó sống nha anh em mình nghĩ đâu. Ở đây video này làm để em áp dụng một số cây khác nữa. Rồi cảm ơn mấy anh em rất nhiều nha. Cái gì mấy anh em cần tư vấn liên hệ gì về cây bonsai thì liên hệ cho bonsai bên số điện thoại Zalo 0932411987 nha. Bonsai bên cảm ơn mấy anh em rất nhiều.